Đây là mực và đây là rau củ nha, thì gồm có là ớt chuông, súp lơ trắng và súp lơ xanh, hành tây, dưa leo. Cái này hôm nay Yến sẽ làm món mực xào thập cẩm á. Giờ thì mình cắt ớt chuông ra ha, mình bỏ cái cuống của cái ớt chuông đi, bỏ cái hạt luôn nha cả nhà, có mấy cái hạt đó mình bỏ hạt hết luôn, mình xắt giống như hình vuông vậy đó. Ớt này thì ăn nó không cay cho nên mình xào nhiều chút cũng được, không sao đâu. Và hành tây cũng vậy, mình cắt ra luôn. Hành tây mình cắt ra miếng to to vậy nha cả nhà, cho nó khỏi bị nát á. Dưa leo mình cũng cắt ra luôn nhé. Dưa leo cũng cắt ra dài dài vậy luôn. Chúng cắt sao thì do mình thôi, mình thích cắt sao thì mình cắt vậy. Đây là cái thập cẩm mình cắt xong rồi nha. Giờ tới lượt Yến cắt mực ra luôn. Mực hôm nay Yến mua con to, con này là hình như là 7 lạng mấy, gần 8 lạng á. Cả nhà xem, một con với hôm nay Yến mua thêm một con mực với là thêm 3 cái râu nữa. Vậy là cả nhà ăn đủ rồi, râu nó cũng to nữa. Yến mua con mực này với là 2 cái râu nữa mà nó đúng 1 ký luôn á. Mực cả nhà cũng cắt vuông vậy nha. Đây là cái nồi nước sôi, Yến nó đã sôi rồi. Giờ Yến bỏ mực vô mình chần sơ qua thôi nha. Bỏ vô nước sôi xong là đảo qua đảo lại là mình lấy mực ra liền nha. Yến đang cần tao hành để mình xào mực á. Giờ mình cho mực vào luôn, cho tất cả các rau củ vào luôn nhé. Tại mấy cái này nó nhanh chín lắm. Yến cho vào đây là 2 muỗng Ivy ngon, 1 muỗng đường, 1 muỗng muối, một chút xíu nước mắm. Rồi cả nhà đảo đều lên nhé. Ai ăn bột ngọt thì cho chút bột ngọt nữa. Nhà Yến thì không ăn bột ngọt cho nên Yến không có cho. Món này thì rất là nhanh và đầy đủ chất dinh dưỡng, vừa có hải sản vừa có rau củ luôn. Thì xào chút xíu như vậy là chín rồi đó nha. Cái ngõ mực nhé, đây là mực nha nha. Cái xào mực như thế này là nó vừa mới chín tới luôn á, cho nên nó rất là ngon nhé. Tại vì cái này mình đã trụ sơ qua cái nước mắm rồi. Khi cùng mực cả nhà mình để cái mực sôi mình trụ sơ thôi nhé, cho cái mực vô của mực nó khỏi nhanh. Đây là cái dĩa mực nha. Anh hai gắp mực lên để cho anh hai nè. Mực có giòn không? Giòn. Mực mình nhánh rồi mình xào sơ sơ vậy nó giòn lắm nha. Dưa leo giờ cũng vậy cả nhà nhìn nè. Mấy cái này là Yến xào sơ lên thôi, tại vì như dưa leo này tất cả này mình đều ăn sống được hết, chỉ trừ cái súp lơ thôi. Sơ cái mình ăn, tại mực lúc nãy có trần sơ qua rồi á, mình trần vậy thì cái mùi hôi của mực nó bớt đi. Gái ăn đi anh gái, sao vậy anh gái, chai nước kho vô ăn đi, sao vậy hả, anh còn giận ai hả? Rau giòn lắm, ăn mấy cái rau đó, nó còn vừa mới chín tới á, giòn. Dưa leo cũng vậy đó, coi cả nhà cái miếng dưa leo này. Thank you.
mực mình xào nhưng mà nó không có bị teo mực lại. Cái chua là cái mùi vị nhiều người ăn cũng được, nó nồng, sai mà nó chua nữa. Ừ. Sao bên mình còn mực không vậy? Lao đâu hết à? Bao đúng rồi. Có rồi nha. Một cái giới, một cái giới hay là một cái giới, lặn đi. Đó. Đó. To luôn. Ghen thêm luôn. Có cái đồ mực cũng ngon. Anh không có lại.
Nhưng mà nó vậy thôi, nó mặn quá cho anh. Nó vậy cho biết không? Ngon không? Ừ. Cái mực đấy. Ăn dưa leo đúng không? Hoặc là nó mềm hơn. Ăn thử nhé. Nó mềm. Ba con ăn miếng cơm. Đây, là bữa cơm. Đây cái này. Không có cái cơm ăn này cũng ngon. Trang thủ ăn cái thứ này để nó không cầu. Nó hư. Bỏ được uống. Mình nó đang no cái mặt tay nó cao gấp nó suốt rồi buồn hơn thì cái dành nhuyễn cũng ăn được hết đó nè. Nào hai bình bạn, một hôm như thế này mình nhảy với anh thấy chứ không phải tiếng ra là cũng còn cái ít thôi à, thấy cái này là to quá, nó ở ngoài chính ở trong nó hơi sống sống, tại hai chân này thấp, to quá, nhỏ nhỏ mà một nửa này là nó vừa chín luôn này, còn như dưa leo này, nó cái cách để mà bỏ miếng xào nó vừa chín hết luôn, mấy cái này là ăn nó còn giòn giòn lắm nhé. Ở ngoài thì nó thấm nhưng mà ở trong thì nó chưa thấm, nhưng mà cắn vô nó đã, mình chấm chấm cái xíu cái chuyện ăn thì nó ngon, đã ngon ruby nó giống cá nên xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của Yến nha, xin chào và tạm biệt cả nhà. Chị.